Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu của vòng 4 Premier League. Leicester City dù có lợi thế sân nhà nhưng đã thi đấu dưới sức và nhận thất bại 0-3 trước các West Ham. Cả hai đội đều chơi rất chặt chẽ, thận trọng, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Phút thứ 14, xuất phát từ pha đá phạt, Cresswell tung đường truyền dài cho Antonio đánh đầu gọn gàng mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng này, các cầu thủ West Ham tiếp tục chơi bùng nổ và có bàn thắng thứ hai ở phút thứ 34, cầu thủ ghi bàn Fornals nâng tỷ số lên 2-0 cho West Ham. Sang hiệp 2, West Ham vẫn duy trì được lối chơi hiệu quả của mình và liên tục gây sự ép lên khu vực của chủ nhà Leicester City. Sau chiến thắng cho Leicester City ở phút thứ 82, khi Bowen kết thúc chính xác pha phản công, nâng tỷ số lên 3-0 cho West Ham. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Kết quả các trận đấu khác trên sân nhà, Southampton có chiến thắng 2-0 trước West Brom. Câu lạc bộ Arsenal có chiến thắng trước Sheffield United với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Wolves cũng giành thắng lợi xích sao 1-0 trước Fulham. Ở trận đấu muộn, Man United đã nhận thất bại thảm hại 1-6 trước Tottenham ngay trên sân nhà Old Trafford. Ở trận đấu này, Mo có bàn thắng dẫn trước ngay phút thứ 2. Anthony Martial bị Davinson Sanchez đối ngã trong vòng cấm, đem về phạt đền cho Quỷ Đỏ trên chấm 11m. Bruno Fernandes đã thực hiện thành công. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà đội bóng áo đỏ làm được ở trận đấu này. 2 phút sau bàn thắng của Bruno, Tottenham đã có bàn gỡ hòa 1-1 pha lập công của Endomile. Đến phút thứ 7, tỷ số là 2-1 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho. Từ pha đá phạt nhanh của Harry Kane, Son Heung-min đi bóng tốc độ rời dứt điểm vào góc xa, hạ gục thủ môn David De Gea. Thế nhưng, thảm họa thực sự chỉ đến với MU ở phút thứ 28 khi Martial bị truất quyền thi đấu. Ở tình huống này, Eric Lamela đã có pha thúc quyền trò vào mặt của Martial khi cầu thủ hai đội đang chuẩn bị cho quả đá phạt góc của Tottenham. Không giữ được bình tĩnh, tiền đạo người Pháp đã ngay lập tức đáp trả, dùng tay tát thẳng vào mặt của Lamela từ phía sau, qua đó phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong khoảng thời gian còn lại, Tottenham đã ghi thêm 4 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Son Heung-min, Harry Kane, Klopp và Aurier. Thất bại thảm hại đã khiến MU thiết lập hàng loạt các cột mốc thảm họa. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1972, Quỷ Đỏ để thủng lưới nhất 2 bàn trong mỗi trận đấu ở 3 vòng đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Anh. Trước trận gặp Tottenham, họ đã chịu 2 bàn thua trước Brighton và 3 bàn trước Crystal Palace. Chưa dừng lại ở đó, đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm MU để thủng lưới tới 4 bàn sau một hiệp ở giải đấu cao nhất nước Anh. Lần cuối cùng họ phải chịu thảm cảnh này là vào năm 1990 khi thua 0-4 trước Nottingham Forest sau giờ nghỉ giữa hiệp. Đối với Tottenham, họ chính là đội khách đầu tiên đã 4 bàn vào lưới MU sau hiệp 1 tại Premier League kể từ năm 1957. Thời điểm đó, cũng chính Tottenham là đội khiến MU thua với tỷ số 3-4. Trong lịch sử câu lạc bộ, đây mới là lần thứ 3 MU để thủng lưới 6 bàn trong một trận đấu tại Premier League. 2 lần trước đó đến vào năm 1996 với Southampton và năm 2001 với Man City. Với cá nhân Anthony Martial, anh trở thành cầu thủ MU nhận thẻ đỏ sớm nhất trong một trận đấu tại Premier League trên sân Old Trafford.